Ngọn lửa tập luyện đang bùng cháy. Emoji nào? Hai cái nhé. Ok, hai emoji lửa. Các bạn nghe thấy chứ? Đúng rồi, hai cái chứ không phải một đầu. Pre-workout dạng lòng mới, tối đa pump cơ, cắt nét, tăng lưu lượng máu, tăng cơ tối đa. Hôm nay chúng tôi đến đây để tập vai. Đã 2 tuần Henry không tập luyện và điều may mắn là chúng tôi đang đi đúng tiến độ. Hiện giờ tôi đang cố cân bằng giữa tình trạng và kích thước của Henry, giữ cho cơ vai anh ấy đầy đặn. Và điều tôi muốn chú trọng đến lúc này là đảm bảo các bài tập phải phù hợp với Henry. Bắt đầu thôi. Ba rep nữa thôi, cố lên nào. 1, 2, 3, đổi bên. Tập cả hai tay, sau đó nghỉ khoảng 10 giây. Sau đó tập 8 đến 10 rep với tay phải. Được chứ? Cậu thấy cơ vai của mình tròn hơn chứ? Vâng. Tốt. Hai rep nữa. 1. Giờ tập tay phải nào. 10 rep.
Tôi vẫn đang cố gắng tập luyện để tiếp tục rèn luyện các khối cơ. Và đây cũng là cuộc thi đấu cuối cùng của tôi, nên tôi muốn đem phiên bản hoàn hảo nhất của mình lên sân khấu. Mọi nỗ lực sẽ xứng đáng. Chúng tôi vừa hoàn thành buổi tập vai sau 2 tuần rưỡi nghỉ ngơi. Cơ bắp của Andrei được tôn rất nhiều từ sau chấn thương phần vai bên phải. Mọi thứ đều bắt kịp tiến độ. Có lúc chúng tôi tưởng chừng như phải bỏ cuộc thi. Nhưng may mắn là mọi thứ đã trở nên tốt hơn. Chúng tôi tiếp tục tập luyện với phần vai. Và thật lòng mà nói, tôi rất phấn khích nên tôi sẽ giúp Andrei trở nên lean hơn, trong khi vẫn giữ được cơ cầu vai tròn đầy và khối lượng cơ ở mức ổn định. Việc này rất khó, nhưng chúng tôi đang cố gắng hết sức có thể. Việc tập luyện sẽ kéo dài thêm vài tuần cho đến gần ngày thi Mr. Olympia. Ban đầu sẽ tập luyện thật nhiều. Sau đó 4 ngày cuối trước cuộc thi, tôi sẽ ổn định hơn lượng bài tập lại. Năm 2020 sắp kết thúc rồi, tạ ơn Chúa. Trở nên cơ bắp hơn với các sản phẩm tốt nhất. Câu hỏi được đặt ra là cơ bắp của bạn đã đẹp chưa? Tráng triệu đô, máy tập Mỹ 150 triệu, máy leverage đa dạng chất lượng cao, tạ PU cao cấp 100.000 trên ký, máy tập Selectorai 80 triệu, rực sáng một phương trời về đêm, trang phục tập luyện cao cấp Zumba, Yoga, Belly Dance, nội thất vệ sinh xịn sò, thiết bị cardio siêu hiện đại, phi thực phẩm bổ sung, không gian sang trọng, giá chỉ từ 400.000 một tháng.